Xin chào các em, thầy là Nguyễn Mạnh Quyền, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật. Hôm nay thầy tiếp tục ôn tập cho các em nội dung bài học, đó là kim loại kiềm và chất của kim loại kiềm. Thì cái nội dung bài học hôm nay chúng ta có hai nội dung chính. Phần A lớn, kiến thức cần nhớ. Thì trong kiến thức cần nhớ, các em phải ôn được phần thứ nhất, kim loại kiềm. Phần thứ hai, hợp chất của kim loại kiềm. Nội dung thứ hai, nó là phần B lớn, bài tập. Trong bài tập thì các em cần lưu ý ba dạng chính sau đây. Dạng thứ nhất, bài tập lý thuyết. Dạng thứ hai, bài tập kim loại kiềm tác dụng với nước. Dạng thứ ba, bài tập điện phân muối clorua của kim loại kiềm. Và sau đây ta sang phần nội dung thứ nhất, kiến thức cần nhớ. Thì trong kiến thức cần nhớ ở phần 1 la mã kim loại kiềm, các em cần chú ý 4 nội dung chính sau đây. Thứ nhất, 1. Vị trí trong bảng tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử. Thứ hai, tính chất vật lý. Thứ ba, tính chất hóa học. Thứ tư, ứng dụng điều chế. Ở trong phần 1, vị trí trong bảng tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử thì ta cần chú ý như sau. Về vị trí thì thuộc nhóm 1A gồm các nguyên tố li-ti, natri, kali, rubidi, cesi và ta không xét franci vì là nguyên tố phóng xạ không có đồng vị bền. Thứ hai, về mặt cấu hình electron thì cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là NS1. Chúng đều có một E ở lớp ngoài cùng. Về tính chất vật lý, thứ nhất, các kim loại kiềm đều có màu trắng bạc, có ánh kim, dẫn điện tốt. Thứ hai, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp. Nguyên nhân là do kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối. 3. Tính chất hóa học. Thì tất cả kim loại kiềm có tính khử rất mạnh. Tính khử tăng dần từ li-ti đến cesi, thể hiện qua phương trình tổng quát. Kim loại kiềm M nhường đi một electron để tạo thành ion M+. Các phản ứng minh họa. Thứ nhất, tác dụng với phi kim như oxy, clo, v.v. Thứ hai, tác dụng với axit như axit clohydric, axit sulfuric loãng, v.v. Thứ ba, tác dụng với nước ở ngay điều kiện thường. Về phần 4, ứng dụng điều chế. Thứ nhất, về ứng dụng. Phải nói đến đầu tiên là cesi làm tế bào quang điện. Thứ hai là chế tạo hợp kim có nhiều ứng dụng. Trong đó hợp kim natri kali là hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp, được ứng dụng trong lò hạt nhân. Hợp kim li-ti nhôm là siêu nhẹ, được ứng dụng trong ngành hàng không. Về mặt điều chế thì cái phương pháp chủ đạo để điều chế kim loại kiềm là điện phân nóng chảy bằng phương trình tổng quát 2Mx điện phân nóng chảy, sản phẩm thu được 2M cộng X2. Trong đó 2M là thoát ra ở cathode là cực âm trong quá trình điện phân, X2 ở anode là cực dương trong quá trình điện phân. Trong đó M là kim loại kiềm, X là halogen. Phần thứ hai, hợp chất kim loại kiềm. Thì phần này các em đọc sách giáo khoa. Ta sang nội dung thứ hai, phần B lớn, bài tập. Dạng 1, bài tập lý thuyết. Trước khi ta nghiên cứu câu hỏi trắc nghiệm thì các em tập trung chú ý một nội dung chính sau đây. Thứ nhất là cái bảng hằng số vật lý của kim loại kiềm. Các em quan sát cái bảng hằng số vật lý của kim loại kiềm thì gồm các nguyên tố li-ti, natri, kali, rubidi, cesi. Với nhiệt độ nóng chảy thì đi từ liti đến cesi chúng ta thấy rằng nó giảm dần. Với nhiệt độ sôi nói chung cũng giảm dần. Với khối lượng riêng nói chung là tăng dần. Với độ cứng thì nói chung là giảm dần. Các em cần lưu ý khối lượng riêng của liti là 0,53 gam trên cm khối. Đây là một kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất của các nguyên tố kim loại kiềm cũng như là các kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn. Về độ cứng thì cesi là bằng 0,2, thì đây cũng là một kim loại có độ cứng nhỏ nhất so với các kim loại trong nhóm 1A cũng như các kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn. Nên ta qua bảng này rút ra được vài cái nhận xét sau đây. Thứ nhất, từ liti đến cesi nhiệt độ nóng chảy giảm dần. Thứ hai, kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là liti. Thứ ba, kim loại có độ cứng nhỏ nhất là cesi trừ franci không xét. Thứ tư, từ liti đến cesi tính khử tăng dần lên khả năng phản ứng với nước tăng dần. Thứ năm, trong hợp chất các kim loại kiềm có hóa trị 1 và số oxy hóa cộng 1. Ta chuyển sang câu hỏi trắc nghiệm số 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là đáp A LS2, đáp B LS1, đáp C LS2 LP1, đáp D NS2 NP2. Thì ta vừa nghiên cứu ở phần trên, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm đều có một E ở lớp ngoài cùng. Nên chúng ta chọn đáp án ở đây là B. Ta sang câu hỏi số 2. Kim loại kiềm nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. Liti, B. Natri, C. Kali, D. Cesi. Thì thầy vừa lưu ý ở trên thì khối lượng riêng nhỏ nhất của kim loại kiềm đó là kim loại niti. Và các em chọn đáp án ở đây là A. Ta chuyển sang câu hỏi số 3. Trong hợp chất kim loại kiềm có số oxy hóa là A trừ 1, B cộng 1, C cộng 2, D cộng 3. Thì trong hợp chất các em được nghiên cứu ở trên thì kim loại kiềm chỉ có duy nhất một trạng thái số oxy hóa, đó là cộng 1, và các em chọn đáp án là B. Ta sang câu hỏi số 4. Tính chất hóa học của kim loại kiềm là A. Tính khử rất mạnh, B. Tính oxy hóa, C. Tính khử trung bình, D. Tính khử yếu. Thì ta vừa nghiên cứu ở trên, tính chất hóa học của kim loại kiềm có tính khử rất mạnh, và đáp án chọn ở đây là đáp án A. Ta chuyển sang câu hỏi số 5. Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm chìm kim loại kiềm trong A. Nước, B. Rượu ethylic, C. Dầu hỏa, D. Axit. Để bảo quản kim loại kiềm, người ta phải ngâm kim loại kiềm trong dầu hỏa, và các em chọn đó là C. Thầy giải thích, vì dầu hỏa chính là các hydrocarbon nên không có phản ứng với kim loại kiềm. Nhưng nước, rượu ethylic và axit thì đều có phản ứng với kim loại kiềm nên không bảo quản được kim loại kiềm. Câu số 6. Kim loại được dùng làm tế bào quang điện là A. Rubidi, B. Natri, C. Cesi, D. Kali. Thì nói đến ứng dụng của kim loại kiềm thì các em chú ý đến cesi có ứng dụng làm tế bào quang điện, Nên các em chọn đáp án ở đây là C. Câu hỏi số 7. Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai? A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. C. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim. D. Từ li-ti đến cesi, khả năng phản ứng với nước giảm dần. Và sau đây thầy sẽ phân tích từng đáp án cho các em như sau. Với phát biểu ở đáp án A, kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp thì đúng về tính chất vật lý của kim loại kiềm. Phát biểu B, trong tự nhiên các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. Phát biểu này cũng là đúng vì kim loại kiềm có tính khử rất mạnh nên chúng chỉ tồn tại ở dạng hợp chất trong tự nhiên. Với phát biểu C, các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim thì phát biểu này cũng là đúng về tính chất vật lý của kim loại kiềm. Phát biểu D, từ li-ti đến cesi, khả năng phản ứng với nước giảm dần, và phát biểu này là phát biểu sai vì từ li-ti đến cesi khả năng phản ứng với nước tăng dần do tính khử tăng dần từ li-ti đến cesi. Nên đáp án chọn phát biểu sai là đáp án D. Ta sang câu hỏi số 8. Cho các phát biểu sau. A. Kim loại kiềm có độ cứng nhỏ nhất là li-ti. B. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ li-ti đến cesi. C. Hợp kim li-ti nhôm siêu nhẹ được ứng dụng trong ngành hàng không. D. Natri hydrocarbonat được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày và làm bột lở. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A. 2, B. 1, C. 4, D. 3. Và sau đây thầy phân tích cách làm bài này như sau. Với phát biểu A, kim loại kiềm có độ cứng nhỏ nhất là li-ti thì phát biểu này là phát biểu sai vì độ cứng nhỏ nhất của kim loại kiềm là cesi trừ Franci không xét. Với phát biểu B, các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ li-ti đến cesi. Phát biểu này là phát biểu đúng theo đúng tính chất vật lý của kim loại kiềm. Phát biểu C, hợp kim li-ti nhôm siêu nhẹ được ứng dụng trong ngành hàng không thì phát biểu này là đúng theo đúng ứng dụng của kim loại kiềm. Phát biểu D, natri hydrocarbonat được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày và làm bột nở thì đây cũng là phát biểu đúng theo đúng ứng dụng của kim loại kiềm, hợp chất kim loại kiềm. Và chúng ta có 3 phát biểu đúng. Các em chọn đáp án là D. Ta sang câu hỏi số 9. Cho sơ đồ chuyển hóa. Đi phosphor pentaoxit tác dụng với natri hydroxit thu được chất X. X tác dụng với axit phosphoric thu được Y. Y tác dụng với natri hydroxit thu được Z. Các chất X, Y, Z lần lượt là đáp án A, natri phosphate, natri hydrophosphate, natri dihydrophosphate. Đáp án B, natri dihydrophosphate, natri hydrophosphate, natri phosphate. Đáp án C, natri phosphate, natri dihydrophosphate, natri hydrophosphate. Đáp án D, natri dihydrophosphate, natri phosphate, natri hydrophosphate. Và sau đây thầy hướng dẫn cách làm bài này như sau. Từ P2O5 cộng NaOH để sang chất X thì đáp án nào cũng thỏa mãn. Nhưng các em lưu ý, từ chất X cộng H3PO4 để sang chất Y thì lượng H cộng từ chất X sang chất Y phải được tăng lên, nên ta loại được đáp án B và D. Vì ở đáp án B, chất X là có 2 hydro nhưng sang chất Y chỉ còn 1 hydro. Ở đáp án D, Chất X có 2 hydro nhưng sang chất Y không còn hydro. Tiếp tục, từ chất Y cộng NaOH để sang chất Z thì lượng H cộng từ chất Y sang chất Z phải giảm đi. Ta loại tiếp đáp án A. Vì ở đáp án A chất Y có 1 hydro, sang chất Z có 2 hydro. Nên theo pháp loại trừ ở bài tập này chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Khi cho kim loại kiềm tác dụng với nước thì chúng ta có những bài tập như thế nào? Ta chuyển tiếp sang dạng bài tập số 2. Bài tập kim loại kiềm tác dụng với nước. Trước khi nghiên cứu câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta cần chú ý một số nội dung sau đây. Về phương trình của kim loại kiềm tác dụng với nước. Ví dụ, natri cộng nước, sản phẩm thu được natri hydroxit cộng hydrovalent và ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào natri, 2 vào nước, 2 vào natri hydroxit. Ví dụ thứ hai, kali cộng nước, sản phẩm thu được kali hydroxit cộng hydrovalent. Ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào kali, 2 vào nước, 2 vào kali hydroxit. Vậy với mọi kim loại kiềm thì ta đưa ra phương trình tổng quát sau. Với kim loại kiềm là R, ta viết phương trình R cộng nước, sản phẩm ROH cộng hydrovalent và ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào R, 2 vào nước và 2 vào ROH. Ta sang câu hỏi trắc nghiệm số 1. Hòa tan hoàn toàn natri vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí hydro, điều kiện tiêu chuẩn. Trung hòa X cần 200 ml dung dịch axit clohydric 0,2 m lớn. Giá trị V là đáp án A 0,896. Đáp án B 0,448. Đáp án C 0,112. Đáp án D 0,224. Và sau đây thầy hướng dẫn cách làm bài này như sau. Đầu tiên thì các em phải đổi được cái số mol của axit clohydric và chúng ta áp dụng công thức CM nhân V, ta lắp số 0,2 nhân 0,2 và bằng 0,04 mol. Sau đó chúng ta viết phương trình của natri vào trong nước, ta có phương trình như sau. Natri cộng nước, sản phẩm thu được natri hydroxit cộng hydrovalent và ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào natri, 2 vào nước, 2 vào natri hydroxit. Và các em phải hiểu ở đây, cái thu được dung dịch X ở đây là dung dịch nào? Thì chính là dung dịch NaOH. Tiếp tục người ta lấy cái dung dịch NaOH được đem trung hòa bởi axit clohydric lên, ta có phương trình số 2. Natri hydroxit tác dụng với axit clohydric, sản phẩm thu được natri clorua cộng nước và phương trình này đã được cân bằng. Sau đó, chúng ta đặt cái số mol của axit chloric vừa đổi được ở trên là 0,04 mol xuống dưới phương trình số 2. Từ cái số mol của axit chloric hydric thì ta suy ra số mol cho natri hydroxit. Đó là 0,04 mol. Sau đó mình đặt số mol của natri hydroxit xuống dưới phương trình số 1. Đó là 0,04 mol. Để mình suy ra số mol cho hydro sẽ là 0,02 mol. Từ đó ta sẽ tính được thể tích của khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn, tức là ta tính được giá trị V. Và ta lắp số 0,02 nhân 22,4 và ta bấm máy tính, nó sẽ bằng 0,448 lít. Đến đây các em chọn được đáp án là B. Ta chuyển sang câu hỏi trắc nghiệm số 2. Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 39g kali vào 362g nước. Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành. Đáp án A 15,47%. Đáp án B 13,97%. Đáp án C 14,00%. Đáp án D 14,04%. Và sau đây thầy hướng dẫn cách làm bài này như sau. Đầu tiên, các em sẽ đổi được cái số mol của kali. Các em đáp số 39 chia 39 và bằng 1 mol. Sau đó, ta sẽ viết phương trình của kali vào trong nước. Ta sẽ có phương trình như sau. Kali cộng nước, sản phẩm thu được kali hydroxit cộng hydro bay lên. Và ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào kali, thêm 2 vào nước và thêm 2 vào kali hydroxit. Sau đó, chúng ta sẽ đặt số mol của kali vừa đổi được ở trên xuống dưới phương trình. Ta đặt 1 mol xuống dưới kali. Để ta suy ra số mol cho kali hydroxit cũng là 1 mol. Và ta suy ra số mol cho hydro là 0,5 mol. Muốn tính được nồng độ phần trăm dung dịch tạo thành, chính là chúng ta phải tính được nồng độ phần trăm của dung dịch KOH. Ta phải biết được khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch. Khối lượng chất tan thì các em đã biết mol, nên các em chỉ nhân với m lớn của KOH là ra được khối lượng chất tan. Thế còn khối lượng dung dịch ta tìm như thế nào? Ta tính như sau. Khối lượng dung dịch sẽ lắp công thức bằng khối lượng kali cộng khối lượng nước trừ đi khối lượng hydro. Và ta lắp số. Khối lượng kali là 39 g, khối lượng nước là 362 g. Và khối lượng hydro thì ta lấy 0,5 là số mol hydro nhân với 2 là khối lượng của hydro. Và ta bấm máy tính. Nó sẽ bằng 400 g. Từ đó ta sẽ tính được nồng độ phần trăm của dung dịch KOH, ký hiệu C% KOH sẽ bằng, ta lắp số 1 x 56 x 100% chia 400 và ta bấm máy tính bằng 14%. Đến đây ta sẽ chọn được đáp án là C. Ta chuyển tiếp sang câu hỏi trắc nghiệm số 3. Cho 3,1 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước, thu được 1,12 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. 2 kim loại kiềm là: biết nguyên tử khối của li-ti bằng 7, natri bằng 23, kali bằng 39, rubidi bằng 85, cesi bằng 133. Đáp A, li-ti natri. Đáp B, natri kali. Đáp C, kali rubidi. Đáp D, rubidi cesi. Và sau đây thầy sẽ hướng dẫn cách làm bài này như sau. Đầu tiên, các em sẽ đổi được số mol của khí hydro. Và ta lắp số. Lấy 1,12 chia 2,4 và bằng 0,05 mol. Vì đây là 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp nên ta hay sử dụng đến phương pháp trung bình để làm bài. Nên ta đặt cái công thức trung bình cho 2 kim loại kiềm này. Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là R trung bình. Sau đó, ta lấy R trung bình này đem tác dụng với nước nên ta có phương trình như sau. R trung bình cộng nước, sản phẩm thu được R trung bình OH cộng hydro bay ra. Và ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào R, 2 vào nước và 2 vào R trung bình OH. Sau đó, ta đặt số mol của hydro xuống dưới phương trình. Ở trên ta có 0,05 mol hydro, ta đặt xuống dưới là 0,05 mol. Ta suy ra số mol cho R trung bình sẽ là 0,1 mol. Biết được số mol của R trung bình là 0,1. Biết được số gam của hỗn hợp 2 kim loại là 3,1. Từ đó chúng ta sẽ tính được nguyên tử khối trung bình của R trung bình và ta ký hiệu. M lớn trung bình của R trung bình ta lắp số 3,1 chia 0,1 và bằng 31 gam trên mol. Vì 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp có giá trị M trung bình bằng 31 nên các em sẽ chọn một kim loại kiềm có khối lượng nhỏ hơn gần nhất với giá trị 31, đó là natri, khối lượng 23. Và các em sẽ chọn một kim loại kiềm có khối lượng lớn hơn gần nhất với 31, đó là kim loại kali, khối lượng 39. Nên hai kim loại kiềm cần tìm ở đây chính là natri và kali. Đến đây các em sẽ chọn được đáp án là B. Vậy những bài toán liên quan đến điện phân của muối clorua kim loại kiềm thì như thế nào? Mời các em tiếp tục nghiên cứu sang dạng thứ 3. Dạng 3, bài tập điện phân muối clorua của kim loại kiềm. Trước khi nghiên cứu về câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta cần chú ý. Phương trình điện phân muối clorua của kim loại kiềm. Thứ nhất, điện phân nóng chảy. Theo đưa ra ví dụ, natri clorua, điện phân nóng chảy, sản phẩm thu được natri ở cathode và khí clo thu được ở anode. Sau đó ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào natri clorua, 2 vào natri. Từ đó ta đưa ra phương trình tổng quát. RCl, điện phân nóng chảy, sản phẩm thu được R ở cathode và clo ở anode. Trong đó R là kim loại kiềm. Ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào RCl, thêm 2 vào R. Thế với điện phân dung dịch có màng ngăn xốp thì sao? Ta chuyển sang ý thứ 2. Điện phân dung dịch, điện cực trơ có màng ngăn xốp. Ví dụ, natri clorua cộng nước, điện phân dung dịch màng ngăn xốp, sản phẩm thu được natri hydroxit cộng hydro bay lên ở cathode, clo bay lên ở anode. Và ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào natri clorua, 2 vào nước và 2 vào natri hydroxit. Phương trình đã được cân bằng. Từ đó ta đưa ra phương trình tổng quát điện phân dung dịch muối clorua của kim loại kiềm với điện cực trơ màng ngăn xốp. Đó là RCl cộng nước, điện phân dung dịch màng ngăn xốp, sản phẩm thu được ROH cộng hydro bay lên ở cathode cộng clo bay lên ở anode. Và ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào RCl, thêm 2 vào nước và thêm 2 vào ROH. Ở đây các em cần lưu ý ở hai quá trình điện phân này. Ở cathode, đối với điện phân nóng chảy thì thu được kim loại kiềm. Nhưng ở cathode, điện phân dung dịch thì ta lại thu được khí hydro. Ta sang câu hỏi trắc nghiệm số 1. Điện phân nóng chảy một muối clorua của kim loại kiềm thu được 4,48 lít khí, điều kiện tiêu chuẩn ở anode và 9,2 gam kim loại ở cathode. Muối clorua của kim loại kiềm là đáp A liti clorua, đáp B natri clorua, đáp C kali clorua, đáp D ruidi clorua. Và sau đây thầy hướng dẫn cách làm bài này như sau. Đầu tiên các em phải hiểu được cái khí thoát ra ở anode ở đây chính là khí clo. Nên chúng ta sẽ đổi được cái số mol của khí clo. Và ta lắp số. Lấy 4,48 chia 22,4 và bằng 0,2 mol. Sau đó chúng ta sẽ gọi cái muối clorua cần tìm, ta đặt là RCl. Gọi công thức muối clorua của kim loại kiềm đó là RCl. Ta dùng RCl đây viết phương trình hóa học. RCl, điện phân nóng chảy, sản phẩm thu được R ở cathode cộng clo bay lên ở anode. Và ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào RCl, thêm 2 vào R. Sau đó, chúng ta đặt số mol của clo vừa đổi được ở trên xuống dưới phương trình. Và ta đặt 0,2 mol xuống dưới phương trình. Ta suy sang cho số mol của kim loại R sẽ là 0,4 mol. Biết số mol của kim loại R là 0,4. Biết số gam của kim loại ở cathode là 9,2. Từ đó chúng ta sẽ tính được nguyên tử khối của kim loại R. Ký hiệu M lớn của R. Và ta lắp số. Bằng 9,2 chia 0,4 và bằng 23 gam trên mol. Thì 23 gam trên mol này ta suy ra ngay kim loại kiềm đó là natri, vì natri có khối lượng bằng 23. Và ta suy ra muối clorua cần tìm ở đây chính là natri clorua và ta chọn được đáp án là đáp án B. Chuyển sang câu hỏi trắc nghiệm số 2. Điện phân 2 lít dung dịch natri clorua 0,2 m lớn với điện cực trơ có màng ngăn xốp. Sau một thời gian điện phân thu được 3,36 lít khí điều kiện tiêu chuẩn ở cathode. Hiệu suất quá trình điện phân là đan A 75%, đan B 45%, đan C 37,5%, đan D 66,6%. Và sau đây thầy hướng dẫn cách làm bài này như sau. Đầu tiên các em sẽ đổi được cái số mol của natri clorua theo công thức Cm nhân V, nên các em sẽ lắp số 0,2 nhân 2 và bằng 0,4 mol. Tiếp tục các em sẽ đổi được mol khí thoát ra ở cathode, và khí thoát ra cathode như lý thuyết thầy vừa nhấn mạnh ở trên thì đó là khí hydro. Và các em lắp số 3,36 chia 22,4 và bằng 0,15 mol. Sau đó các em viết phương trình điện phân dung dịch natri clorua điện cực trơ màng ngăn xốp theo phương trình như sau. Natri clorua cộng nước, điện phân dung dịch màng ngăn xốp, sản phẩm thu được natri hydroxit cộng hydrobilen cộng clobilen, và ta cân bằng phương trình. Thêm 2 vào natri clorua, 2 vào nước, 2 vào natri hydroxit. Sau đó chúng ta sẽ đặt số mol của hydro xuống dưới phương trình. Ta đặt 0,15 mol xuống dưới phương trình. Ta suy sang cho số mol của natri clorua đã tham gia phản ứng sẽ là 0,3 mol. Biết số mol của natri clorua tham gia phản ứng, biết được số mol của natri clorua ban đầu là 0,4. Từ đó các em áp dụng công thức tính hiệu suất, ký hiệu là H. Và ta lắp số 0,3 nhân 100% chia 0,4 và các em bấm máy tính. Nó sẽ bằng 75%. Đến đây các em chọn được đáp án là A. Và thầy đã củng cố cho các em bởi 3 cái dạng chính trong phần kim loại kiềm, hợp chất kim loại kiềm. Để nghiên cứu sâu hơn kiến thức buổi hôm nay thì thầy giao nhiệm vụ về nhà cho các em như sau. Nhiệm vụ 1, học lại lý thuyết của kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm. Nhiệm vụ 2, làm lại các bài tập trong giờ học hôm nay. Nhiệm vụ 3, xem lại bài tập kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ để giờ sau tiếp tục luyện tập. Giờ học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào các em.